Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Trở lại với phần 2 của Thời sự Thế giới. Hồi nãy thì Thảo Uyên đang là nói về cái sự đột nhập gì đó, đang là hào hứng coi thì tự nhiên tới phần quảng cáo. Bây giờ mời Thảo Uyên lại đi. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, đang gửi đến trước phần quảng cáo, đang gửi quý vị bản tin đó là cảnh sát ở Long Beach họ vẫn đang truy lùng một nghi phạm đã thực hiện rất nhiều những cái vụ đột nhập vào nhà của người dân ở khu vực Long Beach trong vòng từ thứ Tư cho đến sáng sớm ngày hôm nay. Thì cái vụ đầu tiên đó là diễn ra là sau 11 giờ khuya ở Long Beach, thưa quý vị. Nạn nhân đầu tiên là một cô gái 22 tuổi. May đó là cô này cũng gọi cảnh sát kịp thời trước khi mà y leo được vào nhà, cho nên là cô không có sao hết. Và phía cảnh sát cho biết là khi mà họ đến nơi đó thì y đã bỏ chạy mất rồi. Nhưng mà khi mà đang đứng làm báo cáo cho cái cô gái 22 tuổi thì ngay lập tức cảnh sát nhận được cái cuộc điện thoại của một gia đình cách đó khoảng chừng có chưa đến một mai nữa, thưa quý vị. Một người phụ nữ 66 tuổi, nạn nhân thứ nhì, bị y cũng dùng phương pháp tương tự đó là đập bể cửa sổ để leo vào nhà. Và người phụ nữ này đó thì bà chống cự bởi vì cái tên này đó y vào và thấy có vẻ là bà lớn tuổi còn muốn tấn công tình dục bà nữa, thưa quý vị. Nhưng mà bà chống cự rất là dữ cho nên là y chưa kịp tấn công tình dục và y đã cướp một số tiền mặt ở nhà của người phụ nữ và sau đó đó đã lấy chìa khóa xe và lái chiếc xe của người phụ nữ này đi. Thì phía cảnh sát cho biết là chiếc xe là một cái loại xe của Mitsubishi nhưng mà mang biển số xe của Arizona. Và sau đó đó thì bắt đầu cảnh sát nhận thêm 2-3 cuộc gọi nữa, tổng cộng là có 4 căn nhà ở cái khu vực Long Beach bị một tên đàn ông break in và thường đó là y lấy tiền mặt. Và theo như mô tả của tất cả các nạn nhân thì y là một người đàn ông gốc Phi Châu, độ tuổi từ 45 cho đến 50, có râu, thưa quý vị. Và bây giờ cảnh sát tính đến sáng ngày hôm nay bây giờ vẫn chưa bắt được tên này. Có một cái bản tin không liên quan tới vấn đề đột nhập vô nhà hay là như Thảo Uyên nói, nhưng mà cái bản tin này nó cũng là một cái sự đột nhập ghê lắm quý vị ơi. Một người đàn ông 22 tuổi trần truồng bước vào trong một cái nơi tập thể dục, phòng tập thể dục thể thao, và sau đó y được nhân viên đưa qua một cái phòng để mà tắm nắng đó, tanning. Khi mà y vào trong đó rồi thì y không ở yên trong đó mà khi y lại lẻn vào một cái phòng kế bên chân chuồng và chờ người khác bước vào. Thì có một cái cô gái bước vào trong cái phòng tanning tắm nắng này, rồi cô đứng ngay trước cái giường nằm của cô đó, rồi cô cởi quần áo ra rồi bắt đầu lên đó nằm tắm nắng 15 phút, rồi cô sau đó thì cô mặc quần áo rồi cô đi về. Đến chiều ngày hôm đó thì cái cô gái này nhận được điện thoại từ giám đốc của cái nơi trung tâm thể dục thể thao này đó, nói rằng là cô đã vi phạm hợp đồng vì cô vô trong một cái phòng tắm nắng này mà có người trong đó sẵn rồi. Là tại vì đó thì thường thường ở trong những cái phòng tắm nắng này đó, tanning đó, thì một người được vô phòng thì chỉ có một người thôi đó, họ có privacy vân vân. Nhưng mà cô này cô được gọi điện thoại, cô nói rằng là cô vi phạm rồi và cô sẽ bị hủy bỏ cái hợp đồng của cô, cái thẻ membership của cô vì cô đã vô trong này mà có người. Thế thì cô này có ngạc nhiên vô cùng, cô nói ủa lúc đó tôi vô thì có mình tôi trong này thôi, đâu có ai đâu. Rồi cô yêu cầu là cái trung tâm thể dục thể thao này đó là phải coi lại tất cả những cái video tape coi tại sao lại có nói rằng là có 2 người trong phòng. Thì khi mà coi lại thì mới phát hiện ra cái ông này có tên là Heaven Grant, 22 tuổi, được gọi là chỉ định vô cái phòng A. Nhưng mà sau đó ông từ phòng A đi vào phòng B mà không có được sự đồng ý gì cả. Tức là ông lẻn qua bên kia rồi ông lột trần chuồng, ông ra rồi ông nằm trong đó, ông chờ, ông coi cái gì đó. Thì khi mà cái cảnh sát được gọi đến, nhân viên của quản lý của cái trung tâm thể dục thể thao họ nói
à, tại sao lại có hai người trong phòng này, bây giờ phải coi lại cái video thép để coi là tại sao có hai người. Rồi khi được cảnh sát được mời tới để cùng coi đó thì họ mới phát hiện ra là ông này ông lẻn từ bên này qua bên kia, ông ngồi ông coi ông rình mò gì đó, rồi mới đi bắt mới và gọi là nói là cái bà này là không có tội gì hết và sẽ xin lỗi, được xin lỗi. Nhưng mà bà này thì bị một cái cú sốc, bà nói rằng là tôi không ngờ rằng trong lúc mà tôi đang nằm tắm nắng ở đây là có người ngồi rình mò theo dõi tôi, mà tại sao nhân viên ở trong cái trung tâm này lại không có coi video lúc bấy giờ, không có kiểm soát được là người nào ra người nào vô trong cái phòng của tôi, mà đã nói rằng là trong một cái phòng này chỉ có một người mà tại sao bây giờ là lòi ra tới hai người, và một người kia thì vô lén ở lúc nào không ai biết. À, ông này thì đang bị giam giữ ở tại cái quận Hạt, cái nhà tù ở quận Hạt để mà theo dõi thêm cũng như là điều tra thêm. Thì bản tin cũng cho biết thêm là sau khi mà ông này đó, ổng sau khi mà bà này rời khỏi cái phòng tắm nắng nó ra rồi thì ổng cũng trần truồng như vậy đó, rồi ổng bước qua cái phòng kế bên là phòng của ổng đó, là phòng A đó, rồi mặc quần áo vô rồi đi về. Thì cảnh sát cho biết rằng là cũng may là ông này không có dở trò gì hết đối với một cái người xém nữa là nạn nhân của một cái vụ gì đó mình chưa biết là nó to lớn. Cho nên cũng là một cái để mình để ý là quý bà, quý cô, quý ông mà đi vô phòng tanning như vậy đó thì chắc chắn là phải để ý coi là trong phòng đó có ai hay không. Mặc dù là họ nói rằng là một phòng chỉ một người, nhưng mà thấy chưa, ông này ông lén vô mà không ai biết gì hết. Dạ vâng, thưa quý vị, vẫn tiếp tục trong phần tin địa phương thì cảnh sát ở tại Florida cho biết là họ đang điều tra một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Đó là vào hôm thứ Tư, một người phụ nữ, cô này mới có 21 tuổi thôi, tên là Samaya Lynn. Cô ở apartment như quý vị thấy đó, thì ở nhà có hai con nhỏ và hai đứa bé độ tuổi chỉ từ hai mươi mấy tháng cho đến mười mấy tháng thôi. Thì đồng nghiệp của cô chính là người đã gọi cảnh sát khi mà sáng hôm thứ Tư đó thưa quý vị. Cái người đồng nghiệp này đang họp với cô Linh ở trên Zoom thì bất ngờ người đồng nghiệp nghe một cái tiếng đoàn. Tôi phải thấy cô này cổ ngã vật xuống. Thì lúc ban đầu đó không có hiểu, nhưng mà sau đó thấy cô này hoài không có thấy ngồi dậy, rồi vẫn cái màn hình thì vẫn mở ở nhà của cô. Thì người đồng nghiệp này đã gọi cảnh sát. Lúc đó ông mới ngờ ngợ là cái tiếng đó chắc là tiếng súng nổ. Và khi mà cảnh sát đến đó, thì thật sự thưa quý vị, đứa con nhỏ của cô Linh bây giờ không biết là đứa bé hai mươi mấy tháng hay là đứa mười mấy tháng, bởi vì cái tuổi quá nhỏ. Trong nhà của cô có một cây súng mà cô lại không có cài cái safety lock, cho nên là cái đứa bé này đã cầm súng và đi lững thững phía sau lưng của cô đó và đã nổ súng và bắn cô ngay từ phía sau đầu, cho nên khi cảnh sát đến đó là không có cứu khỏi cô nữa. Và được biết là hai đứa nhỏ khi mà cảnh sát đến vẫn còn đang ở trong nhà, và cái cây súng đó thì chắc nó nghe, nó thấy là nó bắn một cái cho đứa nhỏ nó sợ quá, nó để ở dưới đất, nó không có cầm chơi nữa. Và bây giờ đó phía cảnh sát họ cho biết cái chuyện này hoàn toàn là một cái tai nạn thương tâm. Khuyên là các single mom hay là những người cha mẹ mà có con nhỏ ở nhà, nếu mà sở hữu súng đó, là thứ nhất nếu được không có bỏ đạn vào cái trong cây súng, còn thứ nhì nữa là lúc nào cũng phải cài cái safety lock, bởi vì không bao giờ biết được là những đứa con nó có tìm súng của mình và nó chơi hay không. Quay qua phần tin thế giới ngày hôm nay, một bản tin cũng rất là quan trọng, đó là Taliban đã chiếm được thành phố Kandahar. Kandahar là thành phố lớn thứ hai ở Afghanistan, chỉ sau có Kabul mà thôi. Thì hiện nay chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang kêu gọi người Mỹ ở Afghanistan mau mau quay trở lại Hoa Kỳ vì tình hình ở đây. Afghanistan đó thì theo như cái chính sách của Hoa Kỳ đó thì sẽ rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan vào trong tháng 9 này là hết quân, chỉ để lại một số ít mà thôi. Tuy nhiên cái tình hình nó càng ngày nó càng căng thẳng. Hiện nay đó thì giữa các cái nhóm phiến quân nổi dậy của những người thiểu số đang ở tại đây như là Pashtun nè, rồi những nhóm người khác nữa, thì hiện tại đó Taliban nó càng ngày nó càng chiếm được nhiều những cái thành phố lớn. Hiện tại thì quân của chính phủ đang chống đỡ để mà cố gắng giữ lại cái sân bay Kandahar, là cái nơi mà là căn cứ quân sự lớn thứ nhì của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Nếu mà chiếm được luôn cái sân bay này nè, rồi chiếm được luôn cả những cái thành phố mà gần đó nữa, thì coi như chỉ còn có Kabul là thủ đô của Afghanistan mà thôi.
Cho nên hiện tại tình hình ở đây rất là căng thẳng và người ta đang khuyến cáo những công dân ngoại quốc không nên ở lại Afghanistan vì cái tình hình diễn biến phức tạp ngay tại Afghanistan. Thì đó là một trong những cái mà bản tin đáng chú ý vào sáng ngày hôm nay. Cái việc mà Taliban chiếm được cái thành phố Kandahar này đó là chỉ mới xảy ra vào đêm tối ngày 12 tháng 8 mà thôi, mới đây, tức là ngày hôm qua đó. Cho nên tình hình cũng mình thấy rõ ràng là khi mà quân Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm ở tại đây đó thì chắc chắn là diễn biến ở đây nó càng ngày nó càng phức tạp hơn. Chúng ta sẽ quay trở lại với phần 3 của Thời sự Thế giới sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình.